Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Beat Audio Sài Gòn. Chúng ta lại gặp nhau và Bi sẽ giới thiệu sơ về cặp loa này. Và Bi cũng sẽ test một bản nhạc cho quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc trữ tình bolero nha quý vị. Và ai đang xem kênh của Bi thì nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh của quý vị nhé. Thì quý vị mới khỏi bỏ lỡ khi Bi update video lên. Và tất nhiên với cái dòng sạch viên Vega và hát karaoke này được thì Bi sẽ test karaoke bằng giọng của Bi. Chưa có tuyển được ca lẻ quý vị ạ. Nên mình cũng lại thử thôi. Nhưng mà không phải trong video này. Một video hẹn quý vị một video khác nha. Quý vị nhớ đón xem. Và bây giờ là đây là cặp loa Subin Vega model là HO103 nha quý vị. Và cái đôi loa này nó có ba loa, một loa bass 25 như quý vị nhìn thấy đó, một loa mid và một loa trép còi. Loa thì nó có màu nâu đậm, còn rất là đẹp nha quý vị. Công suất tối đa của nó là 150W trên một thùng. Và chúng ta có thể karaoke được. Và nó có bố trí ở phía sau loa có một cái cầu chì quý vị ạ. Và nó có hai cái nấm chỉnh nhảy ca. Nên là khi chúng ta ca thì chúng ta có thể chỉnh bớt nhảy ca xuống cũng được. Đây là phía sau của nó ạ. Chung nhìn cũng hai cái nấm chỉnh này nhìn cũng rất là cổ. Cầu chì đây. Đây là trạm gắn loa và lỗ thông hơi. Đôi loa nó có chiều cao là 65cm. Chiều sau của nó là 27 và chiều ngang của nó là 34 nha quý vị. Loa còn lưới hết, nói chung là còn nguyên rất là đẹp. Lưới của nó đây ạ. Đây. Lưới của nó thì nó không có để chữ sệt viên, nhưng mà nó để chữ hết nè quý vị. Chữ hết nhé. Đây, hai lưới rồi còn hai con tem luôn. Nhìn vào nếu như đại lưới thì chúng ta không biết đây là dòng sạch viên vì nó không có cái logo điển hình của cái hãng sạch viên. Và cặp loa này Bi đang bán với mức giá là 9.500.000. Nếu như ai đang yêu thích dòng loa Mỹ vừa nghe nhạc vừa karaoke thì hãy liên hệ với Bi sớm. Và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị hãy cùng thưởng thức một bản nhạc. Thiếu vui
trong giấc mơ.